Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quá trình lưu thông, các nhà xe cũng cần lưu ý đến việc sắp xếp hành khách sao cho hợp lý, sao cho trọng lượng của toàn xe cân bằng nhau. Trong quá trình vận chuyển hành khách sẽ lên xuống thường xuyên. Ví dụ, khách nằm giường tầng 1, xuống hết chỉ còn khách ở giường tầng 2 thì trọng tâm của xe sẽ có sự thay đổi lớn. Nếu đi vào chỗ có ổ gà, ổ voi, đường cua, dốc thì sự mất cân bằng trọng lượng dễ dẫn đến tai nạn. Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cũng khuyến cáo người dân trong trường hợp không cần thiết nên sử dụng xe ghế ngồi vì sẽ an toàn hơn xe giường nằm. Hiện nay, loại xe giường nằm phát triển nhiều, người dân với tâm lý đi xe giường nằm sẽ thoải mái hơn nên thường lựa chọn loại hình này. Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, 90% tai nạn xe khách thời gian qua liên quan đến xe khách giường nằm.